tất cả mọi người, mình đến từ vườn cây sống Hải Đăng. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người một loại cây mới về ở bên vườn Hải Đăng. Đấy là cây kế sữa. Đây, thì hiện tại là mình đang cho các bạn xem cây kế sữa đây. Cây rất là nhỏ thôi, cây giống mọi người ạ, nhưng mà có tác dụng rất là tốt nhé. Cây kế sữa này thì có nguồn gốc từ châu Âu. Sở dĩ nó có tên là kế sữa là vì khi mà cái lá của nó bị gãy thì nó sẽ chảy ra cái nhựa cây rất là màu trắng đục, giống như là sữa. Cây này thì có hoa nhé mọi người nhé, hoa của cây màu tím. Hoa và lá của cây kế sữa này thì sẽ được dùng như một loại rau salad. Hạt của cây kế sữa người ta sẽ đem rang lên và sử dụng để uống, giống như là hạt của cây cà phê á. Cây kế sữa thì cũng là một loại cây thuốc có rất là nhiều tác dụng. Nó có thể dùng để hạ đường huyết, tránh các tổn thương cho gan do dùng nhiều bia rượu, cũng là một loại thuốc chống viêm rất là tốt này. Đây, cây rất là nhỏ thôi nhưng mà rất là nhiều tác dụng mọi người ạ. Đấy, mọi người mà mua hàng thì inbox qua Zalo của nhà vườn giúp mình nhé. Zalo 0968741390. Vườn mình ở bên 68 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội. Với cái cây này thì nó khá yếu nên là ưu tiên mọi người đến vườn mua cây nhé. Hoặc là khách nội thành Hà Nội thì bên mình sẽ xếp hàng trong ngày thôi. Mọi người có thể để lại số điện thoại ở dưới video để đặt hàng nhé. Rồi, chào tạm biệt mọi người.